ơi, anh ơi, con của chúng ta sắp nở rồi kìa. Trời đất ơi, em mong đợi nó quá. Bình tĩnh đi em, con của chúng ta chào đời, anh cũng rất vui. Nhưng mà thoải mái quá. Hả? Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, con ra đời rồi nè. Cha mẹ thấy con có dễ thương hay không? Dễ thương, con dễ thương lắm. Nhìn con y chang như là công chúa bong bóng vậy. Ủa, nhưng mà con là con trai mà. Ba mẹ ơi, con đói bụng quá à. Cho con cái gì đó ăn đi. Thôi, đừng có tỏ là mẹ yếu đuối hèn nhát nữa. Mạnh mẽ lên cho ta coi nào. Hả? Hãy nhanh chóng tự đi kiếm thức ăn đi. Nhưng con còn nhỏ mà. Đúng rồi đó anh, hay chúng ta chiều nó một tí đi. Không được, loài phượng hoàng của chúng ta có thể đạt được cơ thể bốc lửa là phải chịu gian nan cực khổ. Nào, hãy nhanh chóng ra ngoài đường, ra ngoài kia tự tìm kiếm thức ăn tự sinh tồn đi. Nếu con không có thể tự bốc lửa trong bản thân của mình thì con không xứng đáng sống và trở thành phượng hoàng đâu. Con biết rồi, con biết rồi. Chào các bạn, hôm nay tôi là một chú chim rất đặc biệt, là chim phượng hoàng. Tôi vừa mới nở ra thôi, nhưng người của tôi không có lửa. Do đó mà cha tôi ép tôi phải ra ngoài đường để sinh tồn. Trải qua nhiều cực khổ thì lửa trong người của tôi mới có thể bốc lên. Đây, đây, chú chim gì đó ơi. Trời đất ơi, nhỏ xí sao bỏ nhà đi bụi thế kia. Vào đây đi, vào đây đi. Mấy người là ai vậy? Tại vì cha mẹ của tôi ép tôi nên tôi mới đi. Chứ thực chất tôi cũng muốn ở nhà lắm. À, chúng ta là những con gấu tốt bụng. Vậy hả, cha mẹ cậu thật là tàn độc. Vào đây đi, chúng tôi sẽ cưu mang cậu, nuôi cậu khôn lớn. Thật hả? Tất nhiên là không rồi, bọn ta lừa người đó. Thật ra bọn ta chỉ muốn bắt người ăn thịt mà thôi. Hả? À! Lũ đáng ghét, chết hết đi. À, người của mình lớn thêm một chút nữa rồi. Trời đất ơi, cơ thể của mình bốc ra một thứ lửa màu nâu. Hay quá. Không lẽ cha mình nói đúng, mình mỗi lần trải qua một cực khổ là người của mình sẽ phát triển và bốc ra một thứ lửa nào đó hay chăng? Nhanh kia tao bay, có con mồi tới. Mau, phun độc, cắn xé, nhai thịt nó đi. Chắc có lẽ bởi vì tôi là loài chim truyền thuyết Phượng Hoàng, nên khi trải qua biến cố đầu tiên, tôi đã phát triển một cách nhanh chóng. Lúc này thì người của tôi không phải là lửa màu đỏ, mà là một thứ lửa nâu tím rất đẹp mắt. Nhưng có vẻ thứ lửa này cũng khá yếu, không mạnh mẽ giống như cha mẹ của tôi. Sau đó thì tôi lại tiếp tục đi trải nghiệm cuộc sống. Lúc này tôi bắt gặp một bầy đàn rết. Lũ rết này rất tàn nhẫn và dữ tợn. Tôi chưa làm gì bọn chúng đã muốn phun độc ăn thịt tôi rồi. Do vậy tôi cần phải chống trả và xé xác tiêu diệt hết lũ rết này. Giết xong lũ rết, tôi cũng nhanh chóng bay lên cao. Thì bỗng dưng, Cứu mẹ con tôi với. Có ai đó cứu không? Hả? Là một gia đình cá sấu. Dường như bọn chúng bị trúng độc bởi lũ rết thì phải. Này, các ngươi có sao không? Tại sao các ngươi lại đi qua đây để lũ rết tấn công thế này? Chồng của tôi đi ngoại tình theo gái nên tôi dắt con của tôi đi đánh ghen. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Không ngờ lại gặp chuyện như thế này. Hả? Cậu có phải là chim phượng hoàng không? Hả? Phải. Máu của chim phượng hoàng có thể giúp chúng tôi giải độc. Cái gì chứ? Ai? Thôi được rồi, hãy mau cắn và hút máu tôi đi. Nhanh lên. Hả? À! Đây. Chim phượng hoàng, anh tỉnh dậy đi. Lũ cá sấu khôn kiếp, các ngươi định lừa ăn thịt ta à? Không phải đâu, tại vì hàm răng của mẹ con tôi là loại cá sấu khá lớn nên đã làm cho cơ thể cậu bị thương rất nặng. Chúng tôi tưởng cậu chết rồi nên đã nhóm lửa chuẩn bị nấu thịt cậu. Thì thật không ngờ người cậu lại hấp thu những ngọn lửa đằng kia và cậu lại tỉnh dậy. Chết tiệt ta. Nhưng khoan, những ngọn lửa đằng kia có thể hồi phục cơ thể của ta. Các người kiếm là những ngọn lửa này ở đâu thế này? Chúng tôi nhìn thấy nó trên một ngọn núi lửa khi đi tìm kiếm thức ăn. Thì vô tình thấy được một khúc gỗ bốc cháy khi gần nham thạch. Thế là chúng tôi dựa theo nguyên tắc đó mà tạo ra lửa để nấu chính
thức ăn. À, ấm quá, ấm quá, dễ chịu quá. Người của tôi. Trời đất ơi, cậu đã biến thành Phượng Hoàng lửa trắng rồi. Loại Phượng Hoàng này cũng khá là mạnh đó. Hay quá, chúc mừng cậu. Cảm ơn mẹ con cá sấu nhiều lắm. Khoan đã, tôi muốn gả con của tôi cho cậu. Con của tôi mặc dù còn nhỏ nhưng vài năm nữa nó đủ 16 tuổi rồi. Cậu chịu lấy nó không? Xin lỗi mẹ cá sấu, tôi đi đây. Tôi phải đạt được ngọn lửa đỏ giống cha mẹ của tôi thì tôi mới tính tới chuyện cưới vợ. Sau đó thì tôi cũng chào tạm biệt gia đình cá sấu và cấp tốc lên đường. Dựa theo lời nói của mẹ cá sấu, có một ngọn núi đầy lửa. Thế là tôi cũng bay khắp mọi nơi và cuối cùng tìm được ngọn núi lửa này. À, trời đất ơi, đúng rồi, rất nhiều nham thạch, rất nóng. Chắc chắn thứ lửa này sẽ bồi dưỡng năng lực của tôi. Nhưng khoan, bên trong có sinh vật gì đó, là một con rồng. Chết tiệt, ngọn núi lửa này là của tao, mày mau cút cho khác. Nhìn kỹ lại, nó là một con rồng nước thì phải. Quỷ thần thiên địa ơi, mày là rồng nước, mày muốn thâu tóm cả ngọn núi lửa này để làm cái gì? Mày hỏi câu dư thừa. Tất nhiên là tao muốn dập tắt ngọn núi lửa này rồi. Đơn giản là vì tao ghét lửa. Tao không muốn ngọn núi lửa này tạo ra những sinh vật đầy lửa rồi chống đối lại tao. Người đúng là đồ ích kỷ. Trước khi người tiêu diệt ngọn núi lửa này, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Thôi, cũng nhanh chóng sử dụng sức mạnh của ngọn lửa màu trắng trong cơ thể của mình và chống lại con rồng nước này. Sau vài tiếng đồng hồ chiến đấu thì nó có vẻ mệt đi. Tôi bắt lấy nhược điểm của nó và cuối cùng kết thúc nó. Sau đó thì tôi nhanh chóng xà mình xuống ngọn núi lửa dung nham nóng hừng hực kia. Một cảm giác thật tuyệt vời. Một cảm giác giống như là nắm tay gái đẹp đi chơi công viên vậy. Quá đã, quá sướng. Và rồi chuyện gì đến cũng xảy ra. Thứ lửa nóng hừng hực nham thạch núi lửa này cũng đã cường hóa thứ lửa màu trắng của tôi, giúp nó chuyển sang màu vàng đỏ rực. Hay lắm. Cuối cùng thì tôi cũng đã trở thành một con phượng hoàng bình thường trưởng thành rồi. Tôi giống cha mẹ của mình rồi. Được lắm, giờ thì tôi nhanh chóng quay trở về gia đình của mình. Rồi kêu cha mẹ tôi phải lấy vợ cho tôi. Nhưng mà tôi không có lấy con của bà cá sấu hồi nãy đâu. Tôi chỉ thích những em phượng hoàng cái xinh đẹp sexy mà thôi. Cứ bay mãi, quay về hướng gia đình của tôi. Lúc này tôi vô tình bay qua được một vùng bắc cực lạnh giá. Nhưng khoan, phía dưới đó có rất nhiều sinh vật to lớn khổng lồ đã bị chết. Trời đất ơi, sao tội nghiệp thế kia. Có một tên thần chết đang bắt linh hồn của những con khủng long này. Mau dừng lại. Khốn kiếp, kẻ nào dám làm phiền ta thế này hả? Một con phượng hoàng lửa. Hèn chi ngươi có thể sống sót được ở nơi đây. Tại sao những con khủng long to lớn ở đây là chết nhiều thế này? Ngươi còn bắt linh hồn của bọn chúng nữa. Làm ơn hãy tha cho bọn chúng đi. Hãy cứu sống bọn chúng được không? Ồ, một con phượng hoàng lửa có tấm lòng Bồ Tát, thật là hiếm gặp. Lũ sinh vật ở đây đã tới được vùng bắc cực lạnh lẽo này, một đi không trở lại. Còn ta không phải là thần hồi sinh, ta không có nhiệm vụ phải cứu bọn chúng. Nhưng ngươi là một vị thần mà. Ngươi có thể làm được tất cả mà. Làm ơn đi, hãy cứu bọn chúng. Ta sẵn sàng làm bất cứ những gì mà ngươi muốn. Thậm chí ngươi kêu ta đi cô gái giùm ngươi, ta cũng chịu nữa. Ngươi ăn cái gì mà ngươi khôn thế? Nhưng ta đồng ý với điều kiện. Ta sẽ lấy tính mạng của ngươi để thay thế cho bọn chúng. Tôi được. Ta sẵn sàng hy sinh. Mặc dù tôi rất mê gái, nhưng trong tình huống cấp bách này, tôi đã liều tính mạng để cứu những con khủng long to lớn còn lại. Và cuối cùng bị tên thằng chết đó lấy tính mạng của mình. Cơ thể của tôi đã hóa thành một đống tro tàn. Nhưng khoan, tên thần chết này đúng là một kẻ lật mặt các bạn à. Hắn đã không giữ lời. Hắn không những giết chết tôi, mà hắn còn tiếp tục bắt linh hồn của những con khủng long to lớn này mà không hồi sinh bọn chúng.
Điều đó đã khiến tôi rất căm phẫn. Tôi càng tức giận thì có thứ gì đó trong đống tro tàn của tôi càng rung động, rung động dần dần, và nó hình thành nên một ánh sáng. Ánh sáng này lan tỏa, thì ra tôi lại được hồi sinh. Nhưng khoan, ngọn lửa lần này của tôi là ngọn lửa màu xanh lơ. Wow, đẹp quá. Không lẽ đây chính là lửa tái sinh của loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết hay sao? Được rồi, không nghĩ ngợi gì nhiều. Điều đầu tiên là tôi phải giết chết tinh thần chết không giữ lời hứa đó đã. Rồi sau đó tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình để cứu muôn loài ở đây. Mẹ kiếp, cái thứ gì vậy? Hả? Phượng hoàng tái sinh? Mày ở đâu xuất hiện vào lãnh địa tấn công tao thế này? Tình khốn kiếp, người quên ta thật lẹ đó. Chính là ta đây, là con phượng hoàng lửa mà ngươi đã thất hứa đây. Ta đã hồi sinh lại, và lần này ta lợi hại hơn. Đến lúc rồi, ta sẽ lấy cái mạng khốn kiếp của ngươi. Chết tiệt. Một kiểu con phượng hoàng mới xuất hiện được một con phượng hoàng tái sinh. Ta không ngờ ngươi là con thứ một kiểu đó. Hèn chi ngươi lại có được một tấm lòng lương thiện Bồ Tát. Trước khi bị tiêu diệt thì tên thần chết đó cũng đã nói toàn bộ sự thật bí mật về phượng hoàng tái sinh. Thì ra tôi là sinh vật thần kỳ đến như vậy. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa rồi. Tôi phải nhanh chóng sử dụng sức mạnh hồi sinh của mình để cứu những sinh vật ở đây. Tôi nhanh chóng bay lên cao và thải một thứ ánh sáng đặc biệt xuống vùng đất ở nơi này. Và kỳ tích đã xảy ra các bạn à. Tất cả những con khủng long to lớn được sống lại. Tôi rất hạnh phúc. Được rồi, đến lúc quay trở về với gia đình của mình, quay trở về với cha mẹ của tôi.